Mở đầu bản tin là những tin tức cập nhật mới nhất vừa được chúng tôi ghi nhận. Ông Zelensky nói về viễn cảnh đáng sợ. Sau Ukraine, Nga sẽ hỏi thăm Mỹ và cả phương Tây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các nước phương Tây rằng cuộc chiến sẽ không dừng lại ở Ukraine và một cuộc tấn công nhằm vào thế giới tự do sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh ABC World News Tonight, ông Zelensky một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo không phận của Ukraine, điều mà ông đã thúc giục Mỹ và NATO giúp đỡ nhưng không có hiệu quả. Ông Zelensky nói, chúng tôi không thể cho phép Nga hoạt động ở đó. Quân đội Nga đang ném bom chúng tôi, họ đang pháo kích vào chúng tôi, họ đưa tên lửa tới, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu phản lực, rất nhiều thứ, ông Zelensky nói. Chúng tôi không kiểm soát bầu trời của mình. Ông nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn cuộc chiến. Tôi chắc chắn ông ấy có thể và tôi muốn tin điều đó, ông Biden có thể làm được điều đó, ông Zelensky nói. Trong lúc đó, Mỹ và NATO vẫn phản đối việc tạo vùng cấm bay ở Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng động thái như vậy có thể dẫn tới cuộc chiến toàn diện ở châu Âu. Tổng thống Nga Putin hôm 5 tháng 3 cho biết các nước áp đặt vùng cấm bay như vậy sẽ bị coi là tham gia vào cuộc xung đột. Hôm 7 tháng 3, Nhà Trắng cho biết ông Biden vẫn kiên quyết cam kết không đưa quân Mỹ tham gia vào xung đột. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tên lửa đã bắn trúng các cấu trúc dân sự, bao gồm các trường đại học và các phòng khám nhi khoa. Nếu một tên lửa đang bay trên đầu, tôi nghĩ không có câu trả lời nào khác. Chúng phải bị bắn hạ, phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ông nói. Và ông cảnh báo cuộc chiến sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới. Mọi người nghĩ rằng chúng tôi đang cách rất xa Mỹ hay Canada. Không, chúng tôi đang ở trong lãnh thổ của tự do. Và khi các giới hạn của quyền tự do bị xâm phạm và dẫm đạp, thì mọi người phải bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi là mục tiêu số 1, các nước khác sẽ là mục tiêu số 2. Bởi vì con thú này, ám chỉ Nga, càng ăn nhiều, nó lại càng muốn ăn nhiều hơn nữa, ông Zelensky gay gắt nói. Tổng thống Putin yêu cầu EU gia tăng sức ép lên Ukraine. Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 7 tháng 3, Tổng thống Putin cáo buộc nhiều hành vi khiêu khích, trong đó có các hành vi bạo lực chống lại dân thường của những quan chức theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã cản trở việc sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo. Nhận định này được đưa ra sau 3 lần Nga thông báo ngừng bắn vào cuối tuần trước, đều thất bại trong việc để người dân sơ tán. Tổng thống Nga kêu gọi Liên minh châu Âu đóng góp vào việc cứu sống người dân, gây sức ép lên các nhà chức trách Ukraine và buộc họ phải tôn trọng nhân quyền, Điện Kremlin cho hay trong một thông cáo sau cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nói với ông Michel rằng quân đội Nga đang thực hiện mọi biện pháp có thể để cứu dân thường. Ông cho biết mối đe dọa chính đến từ những người theo chủ nghĩa dân tộc đang sử dụng dân thường làm lá chắn. Trao đổi về cuộc gặp, ông Michel thông báo đã kêu gọi phía Nga ngay lập tức dừng các hành động thù địch và đảm bảo việc đi lại an toàn, cũng như việc tiếp cận hỗ trợ cho người dân. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được từ phóng viên VTC14, thì chuyến bay đón 287 người Việt từ Ukraine về nước, cất cánh từ Bucharest, Romania, đã hạ cánh cách đây ít phút tại sân bay Nội Bài. Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN88 đã khởi hành trước đó vào lúc 19:35 theo giờ địa phương. Những hành khách đặc biệt trong chuyến bay giải cứu người Việt từ Ukraine đầu tiên này có 71 cháu dưới 12 tuổi, trong đó có 14 cháu dưới 2 tuổi. Giờ phút này, hẳn là nhiều người thân trong gia đình của 283 người Việt vừa may mắn được trở về quê hương trong chuyến bay giải cứu đầu tiên trên, không khỏi hồi hộp và xen lẫn vui mừng. Và ngay lúc này, các phóng viên của VTC14 đang có mặt tại sân bay Nội Bài để cùng đưa tới quý vị những thông tin và hình ảnh đầu tiên từ chuyến bay giải cứu này. Xin mời phóng viên Đình Hoàn. Vâng ạ, xin kính chào trường quay, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay nhóm phóng viên kênh VTC14 đang có mặt tại sảnh A2 của cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Chuyến bay do Vietnam Airlines tổ chức đưa 287 công dân Việt Nam từ Ukraine thì đã hạ cánh cách đây ít phút. Và thời điểm này như các bạn có thể thấy đằng sau lưng tôi đây, rất đông người nhà của các người dân từ Ukraine thì đang có mặt tại khu vực này để có thể là mong mỏi gặp gỡ người thân của mình. Và đứng bên cạnh tôi lúc này là một người như vậy. Vâng ạ, xin chào ông. Ông có thể cho biết là gia đình nhà mình thì đã đến đây để mong mỏi gặp người thân như thế nào ạ? Gia đình chúng tôi thì báo cáo với trường quay là cũng rất là giờ đến đây là đón con ở bên Ukraine về. Về đến đây là trước tiên đứng về góc độ gia đình là thấy cái tâm tư, cái tư nguyện vọng là thấy yên tâm, được cái sự quan tâm của Đảng, Chính phủ kết hợp với Đại sứ quán hai nhà nước đã tạo điều kiện cho các con, các cháu chúng tôi hôm nay đáp xuống sân bay Nội Bài để an toàn. Tâm tư chúng tôi là rất phấn khởi và cũng thay mặt gia đình
xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Ngoại giao hai nước đã tạo điều kiện để cho con chúng tôi trở về Việt Nam để chúng tôi hôm nay lên đón được an toàn. Thưa ông, khi mà biết tin con mình ở Ukraine và rơi vào cái tình cảnh là chiến sự như vậy, bản thân ông cũng như là các thành viên khác trong gia đình thì mình lo lắng như thế nào? Cái chiến sự thì không ai muốn xảy ra, nhưng không may thì đứng về góc độ gia đình thì cũng tạo mọi điều kiện để thông tin liên lạc với các con, các cháu để nắm được cái tình hình, để mà giữa gia đình và các con, các cháu bên cái vùng chiến sự đấy để sao bàn bạc nhau để tạo mọi điều kiện để lánh tạm sang bên nước bạn, để chờ đến ngày hôm nay được cái sự quan tâm của Chính phủ, Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao hai bên đã liên lạc để mà thu xếp cái chuyến bay đầu tiên để các con, các cháu chúng tôi hôm nay là đáp xuống sân bay Nội Bài để gia đình chúng tôi lên để ra sân đón và đưa các con, các cháu về gia đình. Ông có thể là chia sẻ một chút về cái món quà đặc biệt mà trên tay ông đang cầm không ạ? Cái món quà này thì cháu chúng tôi là còn đang nhỏ, cái này là do con gái làm để hôm nay là chuẩn bị mọi cái tinh tư tưởng này, rồi hoa này, làm hoa bằng bim bim, rồi sữa để đón cháu. Thứ nhất là cũng là thay cho hoa, thứ hai là các cháu mà ở bên ấy về nó có đói thì đã có sẵn cái lương thực, đây là cái món quà rất thực tế để trao cho cháu chúng tôi. Vâng ạ, xin cảm ơn ông và chúc ông cũng như là mọi người sớm được gặp lại người thân ở Ukraine. Cảm ơn chị. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, thông tin về các công dân Việt Nam từ Ukraine trở về nước chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Còn bây giờ, xin mời trở lại với trường quay. Xin cảm ơn phóng viên Đình Hoàn. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là tôi hay quý vị thì chúng ta không có mặt trực tiếp tại sân bay Nội Bài ngay lúc này, nhưng mà có thể cảm nhận được cái không khí vô cùng xúc động và hạnh phúc của tất cả những người dân từ Ukraine trở về nước cũng như là người thân. Và thưa quý vị, để thực hiện chuyến bay này thì Vietnam Airlines đã sắp xếp tổ bay gồm 25 thành viên, trong đó có 5 phi công là 3 cơ trưởng, 12 tiếp viên, 2 kỹ thuật, 4 nhân viên phục vụ mặt đất để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, đồng bộ và an toàn tuyệt đối. Tổ bay là những người giàu kinh nghiệm, từng tham gia nhiều chuyến bay bảo hộ công dân trước đây. Hãng bay đã sử dụng dòng máy bay thân rộng có tầm bay lớn nhất hiện nay của hãng là Boeing 787 để thực hiện chuyến bay này. Máy bay dừng tại sân bay Bucharest khoảng 3 tiếng để đón công dân cũng như kiểm tra kỹ thuật, tiếp nhiên liệu, sẵn sàng bay về Việt Nam ngay sau đó. Hãng cũng cho hay đã chủ động xây dựng 6 phương án bay để đón công dân từ Ukraine về nước, bao gồm là Hà Nội Warsaw, Ba Lan, Hà Nội Bucharest, Romania, Hà Nội Budapest, Hungary, Hà Nội Bratislava, Slovakia, Hà Nội Moscow, Nga và Hà Nội Minsk, Belarus. Hiện chiến sự tại Ukraine vẫn diễn biến rất phức tạp. Nhiều quốc gia cũng đã và đang triển khai di tản công dân của họ ra khỏi vòng chiến sự. Xin được tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một thông tin liên quan đến y tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng về giải quyết các vướng mắc chi trả chế độ nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội cho người bệnh mắc COVID-19. Đề xuất công nhận đủ loại để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ này. Theo Bộ Y tế, thực tế người bệnh mắc COVID-19 điều trị tại nhà không thể đến cơ sở khám chữa bệnh để được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định. Những người bệnh mắc COVID-19 điều trị tại nhà hiện đang có 7 giấy tờ sau: quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp, giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp, giấy xét nghiệm test nhanh hoặc PCR có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp, giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ COVID-19 cộng đồng, y tế cơ quan, doanh nghiệp, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID tại nhà, quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung, phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến. Thưa quý vị, thời tiết ngày hôm nay mùng 8 tháng 3 miền Bắc báo là nắng đẹp, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng hầu khắp khu vực này và Bắc Trung Bộ, tràn vào Nam Trung Bộ, nhưng nhiệt độ chỉ giảm nhẹ. Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều qua mùng 7 tháng 3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, hôm nay mùng 8 tháng 3 trời có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ C.
Vùng núi phía Bắc có nơi từ 11 đến 13 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Tuyến xe buýt điện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh của Vinbus đã có lộ trình di chuyển từ bến xe Bến Thành quận Nhất đến thành phố Thủ Đức đã chính thức vận hành từ ngày hôm nay. Tuyến xe buýt điện tại thành phố Hồ Chí Minh có số hiệu D4, tần suất hoạt động 20 phút một chuyến với cự ly tuyến là 29 km, mỗi ngày sẽ có 94 chuyến hoạt động. Thời gian hoạt động trong ngày tại bến đầu tiên Grand Park, thành phố Thủ Đức là từ 5 giờ sáng đến 20 giờ. Tại bến xe buýt trung tâm thành phố quận nhất là từ 5 giờ 35 phút đến 21 giờ 15 phút. Giá vé dành cho khách thường là 7.000 đồng mỗi vé, còn với sinh viên học sinh là 3.000 đồng. Dự kiến, 4 tuyến xe buýt điện còn lại sẽ lần lượt đưa vào khai thác trong quý 3 và quý 4 năm 2022 với tổng số 70 đầu xe. Quý vị và các bạn, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Thị trường hoa tươi và quà tặng dành cho một nửa của thế giới khá nhộn nhịp. Theo ghi nhận của phóng viên VTC14, năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên sức mua không lớn, giá hoa tăng nhẹ so với những ngày trước. Phố Cơm Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các cửa hàng hoa dọc hai bên đường đã tấp nập từ sáng sớm. Nhiều chủ cửa hàng cho biết năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên gần sát ngày mùng 8 tháng 3 mới có đông người đến mua. Thay vì những bó hoa đắt tiền trị giá hàng triệu như mọi năm, các bó hoa, lãng hoa có giá từ 300.000 đến 500.000 đồng được nhiều người lựa chọn. Năm nay tình hình dịch nhu cầu người mua giảm và giảm với bọn chị, bản thân bọn chị nhập hàng 1/3 mỗi năm thôi. Bán thì thị trường giá bình ổn, giá như ngày thường, không chênh lệch gì nào. Năm nay người ta mua cái tầm 300 là nhiều, vì là dân không có tiền. Mới là mỗi năm bán 700-800 ấy, nhưng năm nay là giảm nhiều lắm. Tất cả mọi thứ đều giảm, giảm đến 70-80% luôn. Vì là bọn mình bán như này gần như là bình thường là chỉ bán mùng 4, mùng 5 là người ta đã mua, nhưng đến bây giờ là phải đến mùng chiều mùng 6 người ta mới mua, mà mua với lượng rất là ít. Trước đây thì có những bó hàng triệu người ta cũng không tiếc tiền, tại vì là bây giờ thì ảnh hưởng kiếm được tiền đâu mà mua nhiều. 400-500 nghìn tầm đấy là người ta lựa chọn nhiều hơn. Nhiều chủ cửa hàng cũng cho biết dù giá cả các loại mặt hàng đều tăng, nhưng thị trường hoa năm nay tương đối bình ổn. Giá hoa trong ngày 8 tháng 3 chỉ tăng nhẹ so với những ngày trước. Mẫu mã, kiểu dáng tương đối đa dạng để người tiêu dùng lựa chọn. Năm nay 8 tháng 3 thì ế hơn mọi năm, nhưng mà dân mua các thứ là nó giảm, không có tiền, người ta mua nó không có tiền, người ta gọi là đến mua gọi là lấy phần 1/1/3 mỗi năm thôi. Không có như mọi năm. Mọi năm như này là đắt hàng, đông người mua lắm. Những ngày này thì các chị muốn mong muốn để sản xuất ra những cái hoa này bán cho nó đắt hàng, hết hàng để cho nó có cái đồng tiền tiêu dùng hàng ngày. Dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn cho người dân. Nhưng với nhiều người, hoa là món quà không thể thiếu trong ngày 8 tháng 3 dành cho một nửa của thế giới. Hiện nay mình cũng đi một vòng quanh cái khu vực này rồi, thì mình cảm thấy cái giá năm nay nó cũng rất là ổn. Nó cũng dao động khoảng 300 đến 500, có những bông lẵng cao to thì khoảng 700. Thì mình nghĩ là cái giá năm nay so với năm ngoái thì nó cũng không quá là đắt đỏ. Còn về chủng mẫu mã thì mình thích chọn những cái mẫu mà nó cắm tươi, cứ chọn tươi và đẹp một chút là được, nó hài hòa màu sắc. Nhân 8 tháng 3 thì tôi xin chúc chị em phụ nữ cũng như mọi người là có một ngày tốt đẹp, và chị em thì luôn xinh đẹp và luôn trẻ khỏe. Các cửa hàng hoa cho biết đã chuẩn bị một khối lượng hoa lớn từ trước để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, do đó sẽ không có tình trạng cháy hoa trong dịp 8 tháng 3 năm nay. Do đó sẽ không có tình trạng cháy hoa trong dịp 8 tháng 3 năm nay. Giá dầu thế giới đã xác lập mức đỉnh lịch sử trong vòng 14 năm trở lại đây, khi tiến tới mốc 140 đô la Mỹ một thùng. Do vậy, theo tính toán, khả năng giá xăng có thể tăng lên tới khoảng hơn 30.000 đồng một lít nếu thuận theo thị trường.
Sau khi điều chỉnh ngày 1 tháng 3, giá dầu thế giới từ quanh ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng, sau 7 ngày, có thời điểm đã chạm mốc 140 đô la Mỹ một thùng. Tức là có những phiên giá dầu thô đã tăng tới 18%. Với mức giá như vậy, hiện giá cơ sở được các doanh nghiệp bán trên thị trường đang chênh lệch lớn với giá xăng dầu thành phẩm, trung bình trên 3.000 đồng một lít. Giá xăng từ E5 RON 92 đến RON 95V của Petrolimex hiện đã từ 26.070 đồng đến 27.300 đồng một lít. Do đó, giá kỳ điều hành tới có thể phải tăng lên mức tương ứng, tức xăng sẽ trong khoảng hơn 30.000 đồng một lít nếu không có giải pháp can thiệp đủ sức nặng như giảm thuế.